Vâng, mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Lại gặp lại quý vị và các bạn trong cái video này của Mạnh Bonsai giới thiệu với quý vị. Đây là một cây si búp hồng. Một cây si búp hồng. Đây si búp đỏ chứ. Búp đỏ à? Búp đỏ mà. À, búp đỏ. Quay lại đi anh. Vâng, cây si búp đỏ của em Đoàn. Đoàn ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cây này to lắm, cây này phải 3 người ôm, Đoàn nhỉ? Đến 3 người ôm không? Đến anh ạ. Tác phẩm đẹp. Thôi cứ đi đâu nữa, vừa thôi. Người ta xem cây là chính mà em. Chứ ai xem những cái đấy của em đâu. Cứ bình tĩnh. Đây quý vị ạ. Cây gì? Lần này Đoàn vừa mới lọc ra. Đoàn vừa mới lọc ra cho nên là tôi quay cho quý vị và các bạn là rất là ấy. Rất là rõ. Một cây si búp đỏ. Toàn bộ là ấy, toàn bộ đây, đôi bàn tay của em Đoàn này. Toàn bộ đôi bàn tay của em Đoàn tạo dựng cái tác phẩm si này. Thôi Đoàn ơi, không cần phải ấy đâu. Đây là bây giờ phải chia sẻ cho quý vị đi. Nào, theo em thì là đâu rồi? Thôi. Quay chút cây để ấy, quay một chút cây anh em xem như thế này là rất là rõ cây rồi này. Bây giờ tôi sẽ đi xuống để quay cho quý vị chiêm ngưỡng cái cây này của em Đoàn. Đây đây, búp hồng đây đúng không? À búp đỏ đây đúng không? Cái này trước em đánh ở đâu về? Thôi đã bảo thôi rồi lại cần cứ. Không cần đâu. Đây tôi quay một vòng xung quanh cây cho quý vị. Đấy em ấy cũng rất là chịu khó. Đằng sau này cũng làm đá làm tiếc đây. Đá hay đá thấm thủy Đoàn? Thấm thủy anh cả, đá biển đấy. Ừ. Tôi quay đường trước là anh, không quay đường sau sau. Anh, đứng rất trước là để em tả. Đấy, thì vừa nãy bảo em tả thì em cứ loay hoay em làm cái gì ấy. Vâng. Rồi. Nào đâu rồi? Anh đây. Đứng kia để em tả thôi. Anh đứng đấy. Trên đấy toàn cảnh. Quý vị nghe nghe em Đoàn đây giới thiệu về tác phẩm si cổ si quý của mình. Đẹp lộng lẫy luôn. Lần trước quay tốt quá Đoàn ạ. Dạ. Lần trước quay tốt quá không xem được cái gì. Là... Thưa tất cả các bạn yêu cây trên toàn quốc, sau đây Đoàn, cháu Đoàn xin được giới thiệu với tất cả các sau đây con Đoàn sẽ xin giới thiệu với tất cả các bác, các cô, các chú yêu cây trên toàn quốc. Dạ, xin giới thiệu với tác phẩm si đỏ búp đỏ của cháu ạ. À, của con ạ. Dạ, tác phẩm si búp đỏ này của con là con cơ duyên, là con gặt mà bắt nguồn trong trong quán Thắng ạ, cách đây là tầm 3 cây số ạ. Tác phẩm si này là được ngụ ở một cái ngã ba đường phố. Cái nơi ngụ của tác phẩm si là rất thanh cao. Ở một cái gia đình ông có hai ông bà rất là minh mẫn, đã được truyền hai ba đời cái cây si này, tác phẩm si này. Cái lúc mà cháu gặp và cái lúc mà con gặp thì là tác phẩm hoang hóa. Ngày xưa thì là được trồng trong một cái chậu nhỏ anh ạ. Thì khi các cụ cho ra cái góc cổng thì sẩm ra qua năm tháng thì tác phẩm hoang hóa để xong lại tạo thành một cái khung, một cái cột cây rất là quý, rất là đẹp. Rất là nhiều năm tuổi ạ. Hàng trăm năm. Thì tác phẩm này con tạo dựng theo tích của đền Hùng. Anh ạ. Nghĩa là đền Hùng, nghĩa là giật cấp từ dưới lên trên. Ừ. Đền trung, đền hạ, đền thượng anh ạ. Em làm theo kiểu như vương, như cái nơi vương quốc của đền Hùng. Ừ. Hoặc là như kiểu là cái nơi của các đại gia anh ạ. Ừ. Cuộc sống nghĩa là thanh cao ở bờ biển, hoặc là ở khu vực sống của các đại gia là có đồi tùng bẻ cá coi anh ạ. Đây thì là cầu đi qua ao anh, ao hồ anh này. Ừ. Đấy. Những triền đá này tượng trưng cho những cái nơi của các đại gia là làm theo kiểu là nhà vườn anh ạ. Đấy. Chỗ cao chỗ thấp. Ok. Chất liệu đá này mai kia ngâm nước là nó mọc rêu hết anh ạ. Đá là đá thấm thủy đúng không? Dạ vâng, đá biển, đá san hô anh ạ. Đá biển á? Dạ vâng ạ, đá biển mà nó có cả ốc nó bám vào trong ạ. À. Vâng. Khi tạo tác những viên đá này là chọn từng viên một anh ạ. Ừ. Đặt đi đặt lại cảm thấy nó khi nào mà nó đúng vị trí và nó hợp, nó có hồn thì bắt đầu là mới đầu tiên là nắp vào chứ chưa cho xi măng chết anh ạ. Ừ. Xong
khi làm toàn bộ xong thì bắt đầu mình cảm thấy nó hợp lý, hài hòa và cảm thấy nó có hồn thì bắt đầu nhìn nó bay bay đá. Không phải là anh đúng không ạ? Dạ. Cái cây này có điểm nào nhấn không? Tả cho quý vị này. Nhấn của cây này là cái bóng rất là quý và da rất là vàng. Bóng quý da vàng. Đây các bạn khi xem khi từ nước và là hiện nguyên hình vàng ươm luôn ạ. Nhất thì mê hồn. Tác phẩm này cả đất nước Việt Nam rất là ít tác phẩm như này. Anh nhỉ? Anh đúng không ạ? Ừ. Đấy. Một bút đỏ zin nhá. Nhẹ thôi khéo ướt hết máy của anh bây giờ. Đây để em vừa rồi em xuống đá thì là cái bút đỏ ở trên thì là nó để em vặt vài cái lá xuống cho khán giả xem cái lá não này không đỏ lắm đúng không anh? Quay này là nhìn thấy rồi mà. Đây. Đấy, yêu cây chơi cây phải như thế này. Cứ từ từ thôi nhá. Làm cả một cấu cả một cành luôn. Cấu cả một cành luôn cho anh em nhìn. Ờ. Chưa có đọc hơn rất nhiều anh ạ. Tác phẩm này cao khoảng mấy mét anh nhỉ? Tác phẩm này cao khoảng 3 mét rưỡi. Tác phẩm này kinh điển anh nhỉ? Ừ. Tác phẩm này hứa hẹn là dưới đây cho lên chậu. Một cái chậu hộp anh ạ. Ừ. Bếm trước nó đỏ lừ. Đây, đây thưa các bạn đây. Đây búp đỏ đấy. Đấy. Búp đỏ. Đỏ zin đúng không? Dạ. Yeah. Đỏ zin đấy. Chuẩn luôn. Nếu mà không phải búp đỏ zin, búp đỏ xịn thì cho luôn cây nhá các bạn nhá. Cho luôn cây. Cho luôn cây. Được, ok. Chất liệu xịn, lá nhựa. Hàng quý đấy. Hàng quý. Vâng. Ừ, được. Đấy. Form dáng độc lạ. Dáng thanh cao. Anh ạ. Ừ. Dáng này thì là em dáng này gọi là dáng gì? Đoàn. Dáng này là dáng lão mai đại thọ đồng quý tử anh ạ. Lão mai đại thọ bồng quý tử. Vâng, đây đây ạ. Dáng là lão mai đại thọ đồng quý tử ạ. Đồng hay bồng? Người ta bảo đồng, bồng ạ, đồng ạ. Vâng, bồng được ạ. Vâng, vâng. À, tác phẩm Vương Quốc Đền Hùng. Tại sao lại Vương Quốc Đền Hùng ạ? Dạ vì là em làm tác phẩm này theo dựa vào Vương Quốc Đền Hùng là từng cấp một đá từ trước nó giật lên rằng sau. Ừ. Thì anh ạ, đến trung đền hạ đền thượng, nghĩa là em muốn làm một cái gì đó để đánh dấu một cái tác phẩm là theo trong một cái tích là hồn quê hoặc là Vương Quốc Đền Hùng anh. Ừ, thì em tạo tác những cái hình này là để lưu được các vua chúa và lưu những các vua chúa hoặc là các đại gia các vị ông Nguyễn Trọng Cửa, ông Nguyễn Trọng Trường hoặc toàn đô la, ông toàn đô la hoặc các Nguyễn Tấn Thắng anh ạ. Đấy, ừ. Thì các ông đang thưởng trà và nhìn như anh nhìn đẹp anh chưa? Thì đúng không ạ? Nhìn có hồn. Khi các bạn nhìn tác phẩm này là các bạn có thể biết được cái độ đẹp và cái độ quý như thế nào, gọi là qua cái hình ảnh thôi. Mà khi các bạn nếu được nhìn thực tế thì dùng người run là lột hết da gà. Mà nếu mà tưởng tượng ở dưới này là em đổ đề bê tông anh ạ. À. Chỉ cần nhấc lên phát là cái này mà được đặt lên một cái bể to lớn mà đặt chỗ đẹp. À, tức là ở dưới là đáy bê tông. À vâng, đúng rồi, đây bê tông anh ạ, đáy bê tông. Ừ ừ. Vâng. Tròn xung quanh. Anh ạ, xong thì em mới bắt đầu là chế tác một lần thôi. Dưới là đổ sắt. Sắt phi anh ạ, đổ thật là tốt, thật là an toàn. Để mai kia nhấc đi cái là nó ngon anh, ok. À, được, à, được. Thiết kế để chuẩn bị chăn. Không phải đào điếc gì đúng không? Nghĩa là bê tông hết, chỉ cần kiến phát là lên anh ạ. Tính trước rồi anh ạ. Anh đã hiểu. Một phát là phải xong. Nhân đây em, có hồn. Nhân đây em gửi gắm cây này cho ai? À, kính thưa ông, kính thưa nhá. Kính thưa các ông lớn của làng cây. Kính thưa ông Nguyễn Tấn Thắng này. Ông Nguyễn Trọng Trường. Ông Toàn Đô La và ông Nguyễn Gia Thọ. Tác phẩm này thực sự là quá kinh điển. Có hồn và nó da vàng và dáng cổ. Có hai thân tử ở dưới, thân não ở trên là
tượng trưng cho một người cha, hình ảnh người cha, người mẹ. Nhìn vào cũng toát ra để người ta nhìn vào tác phẩm tạo cảm thấy sự ấm áp và cái sự mạnh mẽ. Cái mạnh mẽ là ở cái tay này là em làm như một cái tay, nghĩa là của lực sĩ. Cái tay này là như cả một tay chào khách. Đấy. Thưa anh ạ, anh được xa tí để em nói một chút về tác phẩm này. Em thấy cũng giống một cái bức ảnh của cô Toàn Thu, của cô Thu Toàn. Có lần nghĩa là em vào thì là em ngắm cây nhà cô Thu Toàn, thì là em vào album ảnh thì em thấy có một bức ảnh của cô Thu là khi đang ăn uống cùng các bạn, thì là có một cái bức ảnh rất là điệu đà, thì em thấy nó cũng giống cái hình này, thì em gọi là vui tả vui thôi. Đây chị có nghĩa là cô có như thế này này, chụp ảnh như này này, thì là rất giống cái tác phẩm này là ý nghĩa là cũng như thế này anh ạ. Đây nghĩa là mời khách vào nhà chơi hoặc là thể hiện một cái trạng thái nghĩa là vui vẻ và cá tính và rất là trẻ trung anh ạ, và thân thiện. Đây như là chân và váy anh ạ, và cứ tả như thế đi. Dáng não nghĩa là khẽ cúi mình, nghĩa là khiêm tốn anh ạ, khiêm tốn nhưng mà là rất là thanh cao. Đây là tòa tháp em làm đúng điểm, nhìn gây nhìn cao nhìn đẹp anh ạ. Các bạn có thể cảm nhận được tác phẩm này nói chung là kinh điển anh ạ, tương lai là siêu phẩm kinh điển, anh thừa nhận thế không anh? Đi triển lãm nhìn các cây của các bác và bác Trường, thực sự để mà nói không phải là khoe khoang, nhưng mà thực sự đây là tác phẩm quá kinh điển. Về sau nếu mà các bác có xem video này thì qua đây thì gửi gắm, thì cháu xin gửi gắm tới các bác là tác phẩm rất là quý, và xin thưa là nếu các bác là những người có tâm có tầm nhá, đam mê cây, đam mê những cây chất, và các bác là những người rất đặc biệt trong xã hội như vua chúa rồi, thì các bác khi xem hình ảnh này, các bác hãy mở phóng lên một cái vua tuyến to, các bác nhìn và cảm nhận và mời các anh em trong làng cây hoặc là xung quanh ngắm xem chi tiết nó quý như thế nào. Các bác hãy nhanh tay cầm chiếc điện thoại, hãy gọi đến với cháu Đoàn và hãy sử dụng chiếc ô tô thông minh của mình, chỉ cần ngồi ở trong vần vô lăng, bịt kính cái là ấm lực, đi chỉ từ triển lãm đường đua đến đây chỉ tầm 6-70 phút, thì hãy bớt chút thời gian vàng bạc của mình để đến đây với cháu Đoàn. Cháu Đoàn sẽ có trà thơm và sẽ chia sẻ tác phẩm rất quý của cháu Đoàn. Đấy, để nghĩa là cháu là cái sẽ là cái cầu nối giúp các bác nghĩa là được thỏa mãn. Cái thứ nhất là ngắm, còn như theo ý cháu là cháu sẽ giúp các bác thỏa mãn, nghĩa được ngắm và có thể được cơ hội được sở hữu một tác phẩm phiên mãn. Vì cái đồ chơi này, riêng tác phẩm si này sẽ càng chơi càng quý và càng lên tiền, vì chất liệu nó là si độc nhất, nó là búp đỏ zin, và thân pháp của nó nhìn nó sang và da nó vàng, và tiểu cảnh các thứ thì tạo tác nhìn nó rất là sinh động, và nó thể hiện sự ấm áp, nó có cái hồn cốt của một tác phẩm. Từng viên đá và từng bố cục, từng những hình tượng, từng cái đình chùa, tòa tháp và những cái dàn chi răm, nghĩa là những cái con tử ở trên, nói chung là nếu khi về với các bác sẽ quý hơn rất nhiều, vì ở đây thì như thế này nhưng về với các bác sẽ được một cái không gian đẹp, và đúng không anh? Đấy. Các bác nếu mà không đến thì cơ hội sẽ được sở hữu cái đồ chơi đẹp như này sẽ hầu như chắc là rất hiếm, không có anh đúng không ạ? Thì em không bán à? Có chứ, nhưng mà thì đấy mời các bác đến để ngắm. Thế đấy anh ạ, đang bó sẹo anh này, kinh điển nhá. Đấy vừa rồi là tự tay em làm hết anh trai, anh cảm thấy anh nhìn nhận rằng thời gian sẽ trả lời anh ạ. Mà si này nó nhanh gấp 4 lần xanh anh ạ. Si nhanh gấp 4 lần xanh cơ. Chờ thời gian. Như những cây này là phải đúng ra là phải giữ bí mật, đúng đến cái lúc nào mà xong bắt đầu cho lên chậu, nên mang đi chơi thì chấm hết đúng không anh? Quá kinh điển anh ạ. Thế nhưng mà như thế này là cơ hội lớn cho các sếp. Bao tiền chốt? Dạ, chốt ạ. Tác phẩm này xong rồi quay đằng sau nữa anh ạ. Quay đằng trước đúng không? Báo đi đã, xong quay đằng sau. Sau anh nhá. Mấy tỷ? Dạ. Kê mấy tỷ? Đằng sau xem cả mặt sau nữa, xong thì từ từ đã, tắt máy đi anh. Tắt máy xong đằng sau. Thôi, tắt làm gì, đang quay để liền lạc cho anh em ngắm xem này. Ok, nó không làm sao đâu, khéo lại hỏng hết bây giờ này. Cháu hỏng đấy.
Rồi. Đấy, tựa phải đặt đây. Đằng này không đẹp bằng đằng trước. Đoàn ạ. Đằng trước nhìn nó hầm hố hơn. Này làm quả chục tỷ là ngon. Về cưới vợ xong hai vợ chồng làm con biệt à, làm quả biệt thự thế à. Đúng không? Kinh điển, anh trai nhỉ. Anh nhỉ. Ừ. Tác phẩm kinh điển. Rồi chia sẻ mặt sau đi em. Được rồi. Nào chia sẻ mặt sau đi. Nhanh không tối, trời này nhanh tối lắm. Phụt vừa thôi, không đâu. Đấy. Anh thấy để nhìn nó hài hòa ở mát giờ anh nhỉ. Anh ơi, anh chào anh nhỉ. Ừ. Dễ nó đang bán. Tác phẩm thì phải nói là rất là độc lạ. Em may mắn cho con là gọi là rất là may mắn này nhá, được sở hữu tác phẩm này. Còn để mà nói anh ơi, không phải là trên thị trường này. Thôi vừa thôi, hỏng hết máy đấy. Đấy. Bà đừng nói. Tiếp chia sẻ mặt sau đi em. Vâng. À, xin thưa với các bạn khán giả yêu cây trên toàn quốc ạ, đây là mặt sau của tác phẩm Si Búp Đỏ ạ. Dạ vâng. Thì đây thì là đoàn cũng sử dụng nguyên liệu là toàn đá biển anh ạ. Thì tạo tác theo như vương quốc của đền Hùng, giật cấp từ kia lên đúng như vương quốc đền Hùng, đền trung, đền hạ, đền thượng đền. Ừ. Anh ạ, anh có cảm nhận được không ạ? Thì những chú hươu các thứ là những không gian này là một như cả là cái sân chơi, những cái khu vườn cổ tích của cái nơi vua chúa anh ạ, là có những cái con hươu, chú hươu này và con cháu các người thì đọc sách, người ngâm thơ thổ sáo thi họa anh ạ. Đây võ anh ạ. Còn đây là bác Toàn Đô La hoặc là bác Trường Giấy này, các bác đang thưởng trà trên đỉnh cao, hoặc là bác cái gì nhỉ, ông Nguyễn Đà Thọ đấy, toàn thích cảnh trên cao anh ạ, ngắm nó mới sướng anh ạ. Đấy thì em phối tất cả đây này, ông Thọ tóc trắng này, ông Trường anh ạ, mấy khi gặp nhau anh đúng không, ông Toàn Đô La nhỉ. Yeah. Cứ nói thế cho nó vui tí, có gì các bạn thông cảm nhá. Thế còn ông Dũng Tân nữa, quên rồi à? Ông Dũng Tân nhỉ. À, vâng. Quên rồi, thế ông cho ông Dũng Tân ở đâu? Dạ. Ôi, chưa có hình ở đây. À, ông Dũng Tân ông ngồi đây. À thế đây, anh ạ, đúng không? À. Ông Dũng Tân với một ông nữa kìa. Dạ, ngồi trên đỉnh cao đấy. Trên đỉnh cao nhất là tòa tháp. Tác okay. Phẩm này mang rất nhiều yếu tố bục phá của lét đá và chi tiết hòa với chi tiết quý của cây thì tất cả các mọi thứ là hòa quyện lại tạo thành một cái bố cục rất là chặt chẽ đẹp anh ạ. Thế bây giờ mà ông trưởng hay ông Toàn có nhã ý là muốn giao lưu cây này thì em giao lưu bao tiền? Kính thưa các bác là các bác hãy bật vô tuyến lên xem hình ảnh trên vô tuyến to ạ, thì nó sẽ rõ hơn. Cho ra đất để cho đỡ có tiếng thôi. Vâng. Rồi. Thì hãy đến để xem tận mắt anh ạ, thì mới cảm nhận được cái độ đẹp và cái độ bề thế. Cái này mà cho vào cái chậu to nữa, em cân rồi mà cái này lên chậu rất là đẹp. Chậu như cây Đại Thí Vân Tùng theo anh đúng không ạ? Hay là chậu đấy đúng không? Dạ, chậu đấy hợp hay là chậu... Chậu cây ruối. Cây ruối ấy. Hay là chậu cây ấy nhỉ, cây xanh... Cây xanh bố của Tiên Hạ Giáng Trần anh nhỉ. Chậu đấy được. Ừ. Chậu đấy mà hợp nhờ. Và nó là tác phẩm lên chậu đấy kinh điển. Thế là bao tiền cái này em? Ở trên nó bạch thần ra. Tác phẩm này ạ. À? Tác phẩm này nó nói chung là nó rất là quý. Quý thì cũng phải giao lưu. Vâng. Chứ biết làm thế nào. Nó khoảng 20 tỷ. 20 tỷ là rất rẻ. Nếu các bác đến xem thực tế nhé. Các bác nhá. Đấy, các bác hãy nhìn những cái tác phẩm si cổ trên thị trường bây giờ vào. Tác phẩm này nó thực sự quý và đẹp. Và càng để càng quý vì cái bố cục không gian cảnh cái nhìn ngắm mãi không chán. Càng để càng lên tiền. Anh thừa nhận không ạ? Đấy, mà lên rất nhiều tiền thì sao? Anh ạ. Liệu có lên được 40 tỷ không? Dạ. Liệu có lên được 40 tỷ không? Không khả năng là đi 40 tỷ, không bán 20 tỷ. Bán 20 tỷ có tiếc không? Lên chậu kinh điển. Thôi bây giờ thôi bán 40 tỷ.
Sang năm em định lên một chậu đẹp mà. Em định mua một cái chậu sang năm, sang năm lại quay tiếp nhá. Em mua một cái chậu tầm 40 triệu. Đấy là sang năm lại quay tiếp. Được không? Sang năm mà làm đẹp thì lại quay tiếp mỗi năm 1-2 lần cho anh em được chiêm ngưỡng. Cái này nhấc lên là ok. Rồi, cảm ơn Đoàn. Bác nào mà nhanh tay mà đến được thì anh ơi chờ. Rồi, cảm ơn Đoàn rất là nhiều. Không, bây giờ anh quay chi tiết tí đi xem trên nó bạnh như thế nào để cho bác ra khán giả. Quay hết rồi đấy. Anh quay, anh nói đi, anh quay anh nói đi, anh nói chi tiết. Thấy thì em nói đôi khi nó là nhiều quá người ta lại. Anh quay anh nhìn xem. Không, anh coi như anh đây anh chỉ quay cho quay cho quý vị cảm nhận. Quay cho khách cảm nhận cái nét nó. Đây, nét cổ kính đây. Đúng không? Nét này em đục đẽo đây đúng không? Vâng, dễ rồi đẹp rồi. Này về sau mới đẹp anh nhỉ. Anh đúng không ạ? Bây giờ lụa ấy này phóng sẩm nó đẹp. Bởi vì anh tả về cây thì anh xong anh ngắm xa ngắm gần anh ạ. Những câu từ kinh nghiệm, câu từ ấy đấy, câu từ thực sự về cây đấy, nhìn anh nhìn xem những thứ là bản thân. Thế là chất liệu. Thế là anh quay quá kỹ rồi. Còn đâu thì là để cho quý khán giả sẽ đánh giá, nhìn nhận. Em hiểu không? Không, anh nói qua đi xem nhìn nhận xem. Đấy, anh nói quá nói rồi đấy. Đây là một cây đây là một cây xanh cỡ đại, lớn. Nếu như mà tầm chiều cao thì nó rơi vào khoảng 3,5 m. Đấy, cái chỗ bệ gốc này thì khoảng 3 người ôm. 3 người ôm mới hết. Đó. Ông ơi, tắt cháu cái nhạc xem. Xin lỗi khán giả nha, vì đằng sau là nó tắt hộ cháu cái nhạc cái. Mình lắp ra đằng sau chuyển đằng trước. Thì tác phẩm nói chung là cây si này nạc, rất là nạc được. Trong tầm vài chục thì là ngon. Cổ cây. Vài chục củ cây, vài chục thì liên hệ với cả Đoàn đây nhá. 0396 539 099. Hôm trước ra đây bác bảo tác phẩm này được 5-6 tỷ. Cây si, cây hồng si mới được tầm 2 tỷ. Nhưng mà chưa muốn giao lưu cây si này. Cây si này để nhấc lên chậu để chơi anh ơi nhỉ. Quanh đây đầy người mê mẩn ra muốn nhấc. Thế đúng bác si, bác sinh bác ấy nói không? Vâng, nhưng mà cũng không bán mà anh nghe chưa? Hay là nó trên thị trường em nhìn trên thị trường. Nhưng mà đúng bác sinh nói không? Vâng, cái này. Mà đến lúc mai bác sinh bác xem được bác và thằng Đoàn lại nói nhắng. Không có gì thì nữa em cẩu cái này đi đền Hùng tham dự đền Hùng. Ok, biết đền Hùng bao giờ? Không, đền Hùng nói chung là cứ mùng 10 tháng 3. Ai bảo thế, mùng 10 tháng 3 có bao giờ chương triển lãm cây đâu. Mùng 10 tháng 3 bác nhỉ? Nhưng mà người tháng ta 3 không ra Tết, ra Tết. Người ta không triển lãm cây. Không triển lãm nhưng mà em mang đi để tham dự gọi là mình em là con. Ai người ta cho em đặt dân tộc anh ạ, em muốn mang một cái gì đó để mang lên để kính. Bây giờ là mà có triển lãm lớn nào anh sẽ ấy, có triển lãm lớn nào anh sẽ bảo em chứ không phải triển lãm. Em liên hệ với cả ban tổ chức xong mang đi, em hiểu không? Mang đi gọi là mang đi để chơi để cho các bác ngắm thôi chứ còn không có ý gọi là vì đi xa quá em không thích vì không thể bảo vệ được. Nhưng mà mang đi đền Hùng là ok đấy. Đền Hùng là chỉ có 3 ngày đó thì em có thể ăn ở đấy vì tác phẩm này cần cái những không phải. Cây này không phải đơn giản. Mang đi đền Hùng là nhá, mang đi đền Hùng là các lãnh tụ nguyên thủ quốc gia đến đấy. Ừ, không vì gì đâu mà em làm một cái gian hàng mà như những các chị các anh gian hàng bán mũ bán các cái đồ ăn thức uống anh ấy chả không vấn đề gì hết. Mang cái bản sắc này em làm cái bản sắc này em quay xung quanh em giải thảm cho lên chậu đẹp xong mang đi gọi là góp một cái gì đó để dân gọi là cái ngày trọng đại lịch sử. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi bây giờ anh sẽ chụp cho em mấy bức hình nhá.